Những dự báo về khó khăn mà Afghanistan có thể đem lại với dàn lực lượng có thể hình to cao và thể lực sung mãn đã chính xác khi đội tuyển Việt Nam hoàn toàn lép vế trước đối thủ trong tranh chấp tay đôi, tỷ đè hoặc không chiến. Thậm chí, đội bóng Trung Á đã kiểm soát bóng nhiều hơn và chủ động trong việc điều tiết tốc độ của trận đấu nhờ những cầu thủ chơi rất kỹ thuật và tự tin ở tuyến giữa trong hầu hết thời gian của trận đấu. Trong thế trận này, các chân sút của huấn luyện viên Huỳnh Hữu Thắng buộc phải chơi với số đông ở phần sân nhà và đeo bám để gây áp lực cho đối thủ dường như là sự lựa chọn duy nhất để hạn chế sự đe dọa cầu môn của thủ thành Tuấn Linh. Không có nhiều bóng và rất ít cơ hội tiếp cận khung thành đối phương, song đội tuyển Việt Nam đã có bàn thắng dẫn trước. Đây dường như là kết quả của việc gây áp lực rất mạnh trước đó khiến đối phương buộc phải mắc sai lầm, mà điển hình là pha bóng có tới 3 cú dứt điểm liên tiếp của đội tuyển Việt Nam về phía cầu môn của Afghanistan. Bên cạnh đó, việc tung vào sân Văn Toàn, một cầu thủ có tốc độ, tự tin cầm bóng và nhạy cảm về vị trí, là một sự thay đổi hợp lý của huấn luyện viên Huỳnh Hữu Thắng sau khi Minh Tuấn gần như không tìm được tiếng nói chung với Văn Quyết trên hàng tấn công. Nhưng tất cả những gì đội tuyển Việt Nam làm được ở trận đấu này dường như chỉ có như vậy, và những áp lực họ phải nhận khi đối thủ gia tăng sức ép cũng là nguyên nhân khiến Tuấn Linh phải vào lưới nhận bóng không lâu sau đó. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng có lý do để tiếc nuối ở bàn thua này khi đội tuyển Việt Nam đang chơi thiếu một người do trung vệ Tiến Dũng bị đau nằm ngoài sân, nhưng cũng không thể phủ nhận pha dứt điểm của Afghanistan là không thể cản phá. Đội tuyển Việt Nam có được một điểm từ tay Afghanistan, đây là kết quả không tồi, nếu như không muốn nói đó là điều may mắn mà thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã có được ở trận đấu mà họ chỉ thực sự chơi tốt trong 10 phút. Và điều này cũng cho thấy hành trình đến với vòng chung kết Asian Cup của đội tuyển Việt Nam còn đầy chông gai, khi đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng cho thấy họ không hề vượt trội nếu như so sánh với đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp ở bảng đấu này.